Ok, chào bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái series về nhập môn hợp dữ liệu. Thì cái trong video này mình sẽ tiếp tục giới thiệu các bạn về cái thư viện Matplotlib. Mình sẽ giới thiệu tiếp tục cái phần histogram và bar chart. Video trước mình đã giới thiệu các bạn về ReelBlock rồi. Thì vẫn như cũ, mình cũng sẽ sử dụng cái dữ liệu, cái file Excel. Mình sẽ load các cái thư viện lên, tiền xử lý dữ liệu, và mình sẽ hướng dẫn cái gọi là thao tác với cái chart là histogram. Rồi, thì trong cái series bài giảng này mình có tham khảo tài liệu của thầy Trương Xuân Nam ở saitnam.net, hai cái viễn data science có từ đầu với Python, và cũng tham gia học và lấy chứng chỉ của khóa học hợp dữ liệu của IBM trên trang coursera.org. Thì lót thư viện, thì trong trường hợp mà đối với thư viện Matplotlib á, thì đối với khi các bạn dùng Google Lab á, các bạn muốn chạy ở dưới backend á, thì các bạn sẽ dùng cái câu lệnh là phần trăm Matplotlib inline và import cái thư viện Matplotlib đặt tên là MBL và import cái module là byblock, byblock đặt tên là BLT. Chúng ta sử dụng cái style là ggblock. Thì tương tự mình cũng sẽ sử dụng Google Lab để code trực tiếp. Ok chưa? Thì trong trường hợp này á là hiện giờ là 32 ví dụ rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ đặt ví dụ mình code cái này. Thật ra cái này á, mà đối với thư viện Matplotlib á, thì các bạn cứ nhớ cho mình cái cách mà khai báo thư viện là như vậy. Ok chưa? Rồi, connect đi. Rồi, đầu tiên set Matplotlib inline đúng không? Rồi, import Matplotlib đặt cái tên luôn MBBL và import cái module matplotlib.byblocks đặt tên là, rồi thì cái đây là mình đã import xong. Thì các bạn cũng hoàn toàn có thể là dùng, chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái style, chúng ta có thể có rất là nhiều cái style đúng không? Thì trong trường hợp này mình dùng là ggblock, rồi chúng ta cũng hoàn toàn có thể in ra thử xem á cái version mà chúng ta đang dùng là đối với cái Matplotlib nó là version là 3.2.1. Rồi, tiếp tục. Tương tự chúng ta cũng đặt cái file Excel này, đặt file Excel với cái nickname là Canada by Citizenship, bỏ 20 dòng đầu tiên và footer bỏ 2 dòng cuối cùng. Ở đây giống như là mình làm coi như là làm tới làm lui cũng phải cả trăm lần, mình thao tác với cái này đủ nhiều rồi các bạn. Rồi, để đạt thì đầu tiên các bạn làm gì? Các bạn sẽ import cái thư viện là pandas đúng nha. Chúng ta có một cái đường dẫn đúng không? Đây, đường dẫn của chúng ta đây. Ok chưa? Rồi, đầu tiên tiếp theo chúng ta sẽ có một cái data frame bằng cái thư viện là đạt từ cái file Excel ra đúng không? Với cái sheet name là gì? Đó là Canada, gọi là by citizenship đúng không? Rồi chúng ta sẽ skip bao nhiêu round? Đó là skip tầm khoảng 20 round và skip cái footer là khoảng 2 dòng cuối. Ok chưa? Thì lúc này các bạn cũng hoàn toàn có thể in ra tầm khoảng 5 cái record đầu tiên là như này. Ok chưa? Cái đây là mình code trước rất nhiều rồi. Tiếp, các bạn hoàn toàn có thể tiền xử lý dữ liệu bằng cách là xóa một vài cái cột rename lại đúng không? Sau đó là mình list map chuyển tất cả các cột này về kiểu chuỗi, xét cái cột country này là cột index, thêm một cái cột total là theo trục trục y axis bằng một, và tạo một cái year, tức là một cái list các cái phần tử từ năm 1980 đến 2013 đúng không nha? Thì chỗ này 24 tức là nó ở ở ngoài giá trị cuối cùng. Thì đối với cái chỗ này á thì mình có code sẵn rồi, chỉ cần thêm vào thôi. Các bạn có thể tham khảo cái các cái code là trước mình có code rồi, vì code cái này nó cũng hơi mất thời gian tí. Ok, mình nhắc lại nè, drop tức là xóa một vài cột theo trục y, inlay này nghĩa là cho phép update lên trực tiếp cái data frame này. Sau đó rename cột odd name là country, area name là continent, red name là region, inlay bằng true. Tiếp cái column này mình list, mình map toàn bộ nó ra kiểu kiểu chuỗi, xét cái country là index
đặt một cái cột tổng, ok chưa, và tạo một cái list các cái nem. Thì lúc này á mình sẽ in ra con nem dòng, thì các bạn sẽ thấy nè, mình sẽ có cột country, continent, region, date name và có thêm cột total, hình dung chưa? Rồi thì đó là cái quá trình tiền xử lý dữ liệu. Ở cái slide trước á, mình đã giới thiệu các bạn Real Block rồi, các bạn có thể tham khảo lại. Bây giờ ví dụ này mình sẽ giới thiệu các bạn về histogram. Bây giờ mình sẽ in ra tầm khoảng nem dòng đầu tiên đúng không? Nhưng mà cái đây là đối với video trước là mình đã sort value rồi, thì mình sẽ bổ sung thêm cái câu lệnh là sort value cho cái chỗ mà tiền xử lý dữ liệu á. Mình sẽ sort cái value này value nào các bạn nha? Tổng, và mình có cần xếp xếp tên dần không? Không. Rồi, và mình sẽ sort theo trục, trục x, cái giá trị trục, trục x và thay thế luôn. Ok chưa? Thì lúc này mình hoàn toàn có thể chọn một cái 2013 đúng không? Mình lấy là có thứ cái top 5, tức là mình lấy đúng một cái 2013 thôi. 2013. Thì đây, nó ra là có 5 quốc gia là Ấn Độ, Trung Quốc, Vương quốc Anh, Philippines và Pakistan. Ok chưa? Đây, để cho nó đúng cái dữ liệu cho các bạn dễ hình dung. Ok, thì mình sort value thôi. Thật ra thì tùy, nếu mà các bạn cần thì chúng ta chỉ cần lấy đúng dữ liệu này, không cần sort, với sort để làm cho việc khác. Ok chưa? Thì để sort để cho các bạn nhìn thấy dữ liệu này nó khớp với cái data mà mình đang làm thôi. Tiếp, đối với cái histogram các bạn có thể dùng NumPy để thao tác nó. Thì NumPy thì các bạn sẽ import nó vào. Với một cái histogram á thì nó gồm hai thành phần. Một là một cái độ rộng, tức là một cái ranking từ đầu đến đầu và có bao nhiêu cái tần số, tức là nó có hai thành phần, một là count, hai là cái bin. Bin tức là có bao nhiêu bin, thường giá trị mặc định của bin của nó là tầm khoảng 10, tức là nó thì gồm có bao nhiêu phần, được chưa nhỉ? Nó có bao nhiêu mục, nó sẽ phổ rộng từ giá trị nhỏ nhất đến giá trị, chia đều từ giá trị nhỏ nhất đến giá trị lớn nhất. Rồi, có thôi, import cái NumPy đúng không? Rồi bây giờ là mình có cái gì nè, mình có là hai thành phần, một cao, hai là một cái bin, một cái bin nào đó bất kỳ thôi, thì bạn là nb chấm. Bây giờ histogram nó là cái nào, mình sẽ dùng cái cột là 2013 đi. Rồi bây giờ mình in thử xem cái cao và cái bin nó như nào nha. Thì các bạn thấy nè, cái bin nó là chắc chắn nó là 10, bởi vì default nó là 10 đó, đây là 10 nè. Cái bin nó ví dụ như là cái bin đầu tiên á là 0 cho đến là 3412.9, cái bin thứ hai là lớn hơn 3412 nhưng mà nhỏ hơn 6825, tương tự, được chưa? Chỗ này các bạn hoàn toàn có thể custom là mình ví dụ mình có 3 cái bin thôi, đúng không? 3 cái bin, còn default của nó 3 cái bin là nó chia ra này đó. Ok chưa? Rồi thì mình sẽ dùng mặc định của nó là 10 biên, được chưa? Rồi tiếp, sau khi có 10 biên rồi á, bây giờ là mình tạo histogram rồi, bây giờ mình sẽ nói cho các bạn dễ hình dung này. Tức là nếu các bạn dùng giá trị mặc định thì nó có biên 1 cho đến biên 10 đúng không, và nó chia cái ranking, ví dụ như giá trị nhỏ nhất của nó là 0, giá trị lớn nhất là 34129, thì nó sẽ chia ra 10 phần bằng nhau và nó có cái range nhất định và nó đếm cái tần số xuất hiện của nó. Ok chưa? Sau đó các bạn dùng cái plot của nó với cái kai là cái chữ H I S T này, viết tắt của chữ histogram, một cái file size là 8 năm, xét cái title I, nó dễ rồi đúng không? Rồi DF mình sẽ dùng cho một cái cột 2013 và mình sẽ plot cái gì đầu tiên, cái king của mình nó là cái gì các bạn, là một cái histogram đúng không? Nó sẽ có một cái fix size là tầm khoảng là 8 năm, ok chưa? Rồi bây giờ mình chỉ cần đặt thôi, mình đặt thằng này title, đặt cái đó đơn giản thôi, this is title. Rồi bây giờ cái y label á, y label có phải là cái gì, trục y đúng không? Rồi x label có phải là trục x không? Đó, rất là đơn giản. Rồi sau đó các bạn làm cái gì, sâu lên thế thôi. Đó, nó sâu lên nè, ranking như thế nào thì có giá trị trục x, trục y và title. Thì ý là cái chart histogram này nhìn nó hơi xấu, vì sao? Dữ liệu nó phân bố không đều,
đúng không? Phân bố rất không đều, nó tập trung ở cái dưới đầu tiên này, ok chưa? Nhưng mà các bạn hiểu được cái chỗ histogram này chưa? Rồi, tiếp, ví dụ tiếp theo bây giờ mình giả sử như mình chọn ra nhiều thành phần, ví dụ như chỗ này á, mình tạo ra một histogram mà mình lấy các cái location, đó là lấy của Đan Mạch này, Norway và Thụy Điển này, Sweden, lấy theo year, mình transpose nó, được chưa? Và sau đó mình sẽ show lên cho các bạn coi ở cái chỗ này, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra một cái data frame tạm đi. Data frame tạm á là nó bằng cái gì nè? Tức là cái này á là mình sẽ lấy cái location trong 12-13, ok chưa? Mình lấy cái location đó là gồm những cái thành phần nào? Tức là gồm có là ba cái quốc gia và year, đúng không? Ba cái quốc gia và các cái name. Một là quốc gia nào? Một đó là Đan Mạch, đúng không? Ok chưa? Đan Mạch. Tiếp theo là Norway. Norway, ok. Tiếp theo là Sweden, hay là người ta gọi là Thụy Điển đó các bạn. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ transpose nó đây, đúng không? Tức là giống như mình chuyển vị nó thôi. Rồi bây giờ mình sẽ in cái thằng này ra, ok chưa? Thì nó sẽ chia ra có ba quốc gia nè và các cái name, ok, tương ứng đúng không? Tiếp tương tự, các bạn muốn sâu thì các bạn chỉ cần block lên và một cái fix size, ok, rất là đơn giản thôi. Rồi cái này các bạn muốn làm gì? Block lên đúng không? Bây giờ cái key của nó là gì? Cái key của nó có phải là histogram không các bạn? Và một cái fix size. Fix size trong trường hợp này là mình dùng là 8 năm, đúng không? À 16 chứ, thì tùy cái kích thước thôi. À, mình dùng 16. Rồi. Thì bây giờ các bạn chỉ cần làm cái gì? Đặt tên thôi, this is title. Rồi BLT. Đặt cái cột Y, đúng không? Đặt cái cột X, đúng không? Và sau đó là các bạn show lên. Ok chưa? Thì nó cũng sẽ ra các cái thành phần tương ứng. Ok. Chưa? Nó chia mail rồi các bạn nha. Mỗi cái mỗi mail. Không nha. Tức là có những ví dụ như cái thằng Đan Mạch là nó thường nó phân bố ở trong cái ở giá trị là 100 và nó có là ranking của nó là bao nhiêu giá trị đó. Ok chưa? Tương tự như là 250 của các kêu. Được nha. Rồi. Tiếp. Rồi, bây giờ á mình sẽ tùy chỉnh cái histogram này. Đúng nha. Tùy chỉnh histogram này bây giờ mình đặt á là nó có khoảng là 15 pin đi chứ không còn lại là 10 pin, đúng nha. Đặt là 15 pin, tức là chia ra 15 phần. Rồi. Và 15 phần này á là mình có cái fix size là 16 này, pin là 15 này, alpha tức là cái hệ số để cho nó cái đường nó phân rõ lên hay không. Cái tiếp theo x á là các cái giá trị tương ứng và mình có tập các cái màu sắc có 3 màu. Rồi, tương tự. Cái đây mình code nó cũng y chang thôi, không có vấn đề gì cả. Rồi bây giờ á là mình chia cái này ra 15, đúng không? Mình có cái rồi, chia 15 thì bây giờ á, có phải là mình có là rồi thì cái này á, là mình chia ra 15 thì mình sẽ dùng n là by đúng không? Bây giờ mình chia cái gì? Mình chia cái data frame này qua 15 phần, đúng không? 15 phần. Rồi, ok chưa? Mình có 15 phần. Bây giờ bắt đầu là mình plot lên. Key của nó là cái gì các bạn? Histogram. Rồi, có rất nhiều thành phần ở trong này. Một là fix size. Cái fix size của mình là gì? Kích cỡ của mình là mình cho là khoảng là 10-16. Tiếp. Rồi, có bao nhiêu pin các bạn? Pin là 10-15 pin, đúng không? Rồi, mình sẽ dùng một cái hệ số alpha cho nó có đậm lên cho dễ nhìn lắm mà. Alpha của mình là tầm khoảng là 0.6, đúng không nha?
Rồi, có is this à, tức là theo trục x đó các bạn. Is this là sẽ bằng cái gì? Sẽ bằng là bin s, chưa? Rồi, chúng ta có cái gì nữa? Có bin s rồi, chúng ta có cái color. Color chúng ta sẽ có một cái list các cái màu. Màu này thật ra các bạn biết cũng được, còn nếu không thì thường chúng ta có thể tham gia các cái tham khảo các ký hiệu của nó, ví dụ như là coral. Đúng không? Rồi, các cái màu này có vẻ cũng hơi phức tạp á. À, das light blue. Đúng không? Đây. Das light blue rồi, medium sea green, ok chưa? Rồi. Medium sea green đúng không? Đúng không ta? Rồi, sau đó các bạn đặt cái title. Ok chưa? Mọi thứ vô này ổn rồi thì các bạn làm cái gì? Đặt cái title. Đúng không? Rồi làm gì nữa? Đặt cái label, label y đúng không? Đặt cái label thứ y. Rồi, đặt cái label, label x đúng không? Chúng ta sẽ đặt cái label theo x và chúng ta gọi hàm sâu để nó sâu lên thì coi nó sẽ chia ra 15 phần này các bạn. Rồi 0.6 viết sai rồi. Đây. Ok chưa? Thì nó sẽ chia ra, nói chung là nhìn cái biểu đồ nó khá đẹp, đúng không? Chia từng phần, title đây, trục y đây, trục x đây, chia ra 15 phần đây. Ok chưa? Đây là cái chart, này là histogram. Ok, các bạn hình dung ở chỗ này chưa? Thì đó là cái gì mình giới thiệu sơ lược cái cách mà các bạn để thao tác cái chart trên histogram, đến gọi là histogram là thường là thống kê á, thống kê cái tần suất từ đâu đến đâu, nó có bao nhiêu tần số rồi các kiểu. Ok. Rồi, thì đến đây là mình đã trình bày xong cái phần histogram. Có gì không hiểu các bạn có thể comment. Mình sẽ giải thích hoặc là các bạn có thể tham khảo thêm tài liệu trên mạng, trên các doc của mình của họ. Cảm ơn các bạn.